Chào các em. Hôm nay cô cùng các em sẽ đến với tiết ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn địa lý 7. Về nội dung ôn tập thì chúng ta cũng sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là lý thuyết và phần thứ hai là kỹ năng. Đầu tiên là về lý thuyết thì các em sẽ học các bài như là bài 19 môi trường hoang mạc, bài 21 môi trường đới lạnh, bài 26 thiên nhiên châu Phi, bài 27 thiên nhiên châu Phi tiếp theo, bài 28 thực hành phân tích lượt đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biên độ nhiệt và lượng mưa ở châu Phi, bài 29 dân cư xã hội châu Phi. Về phần kỹ năng thì các em sẽ gồm có hai kỹ năng. Thứ nhất là đọc tập bản đồ và thứ hai là phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất là lý thuyết. Ở phần lý thuyết thì các em sẽ học bài gồm có 6 câu. Câu 1, em hãy trình bày vị trí địa lý của châu Phi. Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa hai đường chí tuyến, tương đối cân xứng ở hai bên đường xích đạo. Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, với diện tích hơn 30 triệu km vuông. Về tiếp giáp, ở phía Bắc, châu Phi tiếp giáp với biển Địa Trung Hải, phía Tây giáp với Đại Tây Dương, phía Đông Nam giáp Ấn Độ Dương, phía Đông Bắc giáp với Biển Đỏ, và ở phía Đông Bắc, châu Phi ngăn cách với châu Á qua kênh đào Suez. Đường bờ biển ở châu Phi thì ít bị chia cắt, có rất ít vịnh biển, đảo và bán đảo. Câu 2, em hãy trình bày đặc điểm dân cư của châu Phi. Dân cư châu Phi phân bố rất không đều. Nơi đông dân sẽ tập trung đông ở thung lũng sông Nin, ven vịnh Guinea, duyên hải phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi. Nơi thưa dân là ở vùng rừng rậm xích đạo, trong các hoang mạc. Đa số dân cư ở châu Phi sống ở nông thôn. Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ven biển. Câu 3, trình bày sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường hoang mạc. Ở môi trường hoang mạc, do điều kiện sống thiếu nước nên thực vật cằn cỗi, động vật hiếm hoi. Các loài thực vật và động vật trong hoang mạc thích nghi với môi trường khô hạn khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Câu 4, trình bày sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường đới lạnh. Đài nguyên ở vùng Bắc Cực chỉ phát triển vào mùa hạ ngắn ngủi. Cây cối còi cọc, thấp lùng, mọc xen lẫn với rêu, địa y. Đó là về thực vật. Còn động vật ở đới lạnh thích nghi với khí hậu lạnh nhờ có lớp mỡ dày, lớp lông dày hoặc bộ lông không thấm nước. Một số động vật ngủ đông hoặc di cư để tránh mùa đông lạnh. Câu 5, giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bờ biển. Nguyên nhân thứ nhất là do phần lớn diện tích của châu Phi nằm dọc hai bên đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Dưới áp cao cận chí tuyến nên thời tiết rất ổn định, rất ít hoặc không mưa. Ở ven bờ biển châu Phi có những dòng biển lạnh như dòng biển lạnh Canary, Somali và Benguela chạy sát ven bờ. Câu 6, giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi. Nguyên nhân đầu tiên là do chí tuyến Bắc đi ngang qua giữa Bắc Phi, nên quanh năm Bắc Phi nằm dưới áp cao cận chí tuyến. Thời tiết rất ổn định, rất ít hoặc không mưa. Lãnh thổ ở Bắc Phi rộng lớn, lại có độ cao trên 200 mét, nên ảnh hưởng của biển khó ăn sâu vào trong đất liền. Chúng ta sẽ đi sang phần 2 là về kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên đó là đọc tập bản đồ. Các em sẽ dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 7 ở trang 10 và trả lời hai câu hỏi. Câu thứ nhất, em hãy kể tên các bồn địa, sơn nguyên, dãy núi ở châu Phi. Câu thứ hai, kể tên các đảo, bán đảo, sông lớn, hồ lớn ở châu Phi.
Dựa vào lục địa tự nhiên châu Phi thì các em có thể kể tên được các bồn địa, sơn nguyên và dãy núi ở châu Phi. Đầu tiên là về bồn địa thì ở châu Phi sẽ có bồn địa Sát, bồn địa Ninh Thượng, bồn địa Congo và bồn địa Kalahari. Về sơn nguyên thì ở châu Phi có hai sơn nguyên là sơn nguyên Ethiopia và sơn nguyên Đông Phi. Về dãy núi thì ở châu Phi sẽ có dãy núi Atlas và dãy núi Drakensberg. Và đây là tên các bồn địa, sơn nguyên và dãy núi ở châu Phi. Tiếp theo, các em cũng sẽ dựa vào lục địa tự nhiên châu Phi và kể tên các đảo, bán đảo, sông lớn và hồ lớn ở châu Phi. Ở châu Phi sẽ có đảo là đảo Madagascar, bán đảo Somali, sông lớn như là sông Nin, sông Congo, sông Niger và sông Senegal. Hồ lớn thì ở châu Phi sẽ có hồ Victoria và hồ Sát. Và đây sẽ là tên các đảo, bán đảo, sông lớn và hồ lớn ở châu Phi. Chúng ta sẽ đi sang kỹ năng thứ hai, đó là phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Câu 3, em hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa sau và cho biết các biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào của đới ôn hòa. Chúng ta sẽ có 3 biểu đồ: biểu đồ A, biểu đồ B và biểu đồ C. Các em sẽ phân tích về nhiệt độ cao nhất và vào tháng mấy, nhiệt độ thấp nhất vào tháng mấy, biên độ nhiệt năm là bao nhiêu, các tháng mưa nhiều gồm những tháng nào, các tháng mưa ít gồm có những tháng nào. Và các em sẽ kết luận kiểu môi trường của biểu đồ đó là kiểu môi trường gì. Các em sẽ phân tích và hoàn thành vào cái bảng số liệu ở dưới đây. Cô cùng các em sẽ đi vào phân tích biểu đồ A. Ở biểu đồ A, nhiệt độ cao nhất đo được là 16 độ C và vào tháng 8. Nhiệt độ thấp nhất là 6 độ C và vào tháng 1. Biên độ nhiệt năm là 10 độ C. Các tháng mưa nhiều sẽ là từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Các tháng mưa ít sẽ là từ tháng 3 đến tháng 9. Ở biểu đồ A, vào mùa hạ thì mát mẻ, vào mùa đông không lạnh lắm. Như vậy, biểu đồ A thuộc kiểu môi trường ôn đới hải dương. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở biểu đồ B. Nhiệt độ cao nhất đo được là 17 độ C và vào tháng 7. Nhiệt độ thấp nhất là âm 10 độ C vào tháng 1 hoặc tháng 2. Biên độ nhiệt năm là 27 độ C. Các tháng mưa nhiều là từ tháng 6 đến tháng 8. Các tháng mưa ít từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Ở biểu đồ B thì các em quan sát lượng mưa ngày càng giảm dần. Vào mùa hạ thì nóng, vào mùa đông thì lạnh và nhiệt độ xuống thấp. Như vậy, biểu đồ B sẽ thuộc kiểu môi trường ôn đới lục địa. Chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ C. Ở biểu đồ C, nhiệt độ cao nhất đo được là 29 độ C và vào tháng 7. Nhiệt độ thấp nhất là 9 độ C vào tháng 12 hoặc tháng 1. Biên độ nhiệt năm là 20 độ C. Các tháng mưa nhiều sẽ là từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Các tháng mưa ít là từ tháng 3 đến tháng 9. Ở biểu đồ C, vào mùa hạ thì nóng và khô, vào mùa đông thì ấm áp và có mưa nhiều. Như vậy, biểu đồ C sẽ thuộc kiểu môi trường địa trung hải. Tương tự như câu 3, cô vừa hướng dẫn các em phân tích, thì ở câu 4, các em cũng sẽ phân tích về nhiệt độ và lượng mưa và cho biết các biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào của đới ôn hòa. Như vậy, cô vừa hướng dẫn xong tiết ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Chúc các em làm bài thi thật tốt.